quy trình các bước tiếp cận khách hàng mục tiêu chất lượng. 1. Các bước tiếp cận khách hàng chuẩn mực cho sale. Bán hàng là một quy trình có hệ thống gồm nhiều bước thống nhất, nhưng quan trọng nhất ở bước đầu tiên tiếp cận khách hàng. Bước đầu tiên trong quy trình tiếp cận khách hàng mà không thành công thì những bước sau không cần bàn tới. Để tiếp cận khách hàng thành công thì quy trình sẽ được chia ra làm các bước nhỏ sau. Bước 1. Xây dựng mối quan hệ và lòng tin tưởng. Đây được coi là bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận khách hàng. Trong kinh doanh, giao dịch chỉ diễn ra khi khách hàng có lòng tin và cảm giác tin cậy. Công việc của bạn là khiến các khách hàng muốn được giao dịch kinh doanh với bạn. Vậy phải làm thế nào? Nó tùy thuộc vào các khách hàng của bạn. Bước 2. Thu thập thông tin khách hàng. Là một mấu chốt trong bán hàng, thu thập thông tin khách hàng trong quy trình các bước tiếp cận khách hàng hết sức quan trọng. Hiểu và biết được những vấn đề khách hàng đang gặp phải và giúp họ giải quyết tốt các xu hướng hay thay đổi của họ phải đối mặt. Thực tế, mỗi doanh nghiệp đều có lượng data khách hàng vô cùng lớn, từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu có thể áp dụng hệ thống tự động thu thập thông tin khách hàng thì sẽ tiết kiệm thời gian và công sức của nhân viên. Bước 3. Đề xuất hành động. Lời đề xuất, gợi ý của bạn sẽ ảnh hưởng một phần đến quyết định mua hàng của khách hàng. Bạn đề nghị một giải pháp và thuyết phục họ rằng sản phẩm của bạn không những làm tốt mà những thứ đối thủ cạnh tranh khác đang làm còn tốt hơn trên mọi góc độ khác. Bước 4. Có được sự gắn kết. Sau khi đưa ra đề xuất và giải thích với khách hàng, hãy cố gắng cảm nhận về sự gắn kết. Nếu cảm nhận được, bạn có thể kết thúc với một giao dịch lý tưởng. Hãy luôn linh động và thích nghi với các khách hàng. Cuối cùng, bạn cần nhớ rằng nếu không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, một ai đó sẽ làm điều đó tốt thay bạn.